Tổng kho đào tuyết xin chào để các bác đam mê với chim đêm trên toàn quốc nha. Hôm nay giới thiệu cho các bác một cái mặt hàng chuyên dụng để các bác đánh tổng hợp này, đánh từ con trích này, con te này, con két này, con rễ run này, con cò này đều được các bác nhá. Thì bây giờ ở miền Bắc thì đang bắt đầu đánh chót rồi, giống các bác trong miền Nam thì bây giờ đang chính vụ chót. Đấy, đánh chót ở trong miền Nam thì thấy anh em báo về được rất nhiều luôn. Còn ở ngoài miền Bắc bọn em thì cũng chưa có mấy đâu các bạn, chưa có rẽ về đâu ra chưa có mấy. Thường thường chót thì nó rơi tầm tháng 8 thì ngoài em đánh sẽ nhiều hơn. Còn mấy hôm nay đánh thì chỉ lác đác vài con thôi các bạn. Mấy hôm nay nhà em đã xuống lưới đánh thử rồi nhưng mà nó chưa có được nhiều đâu. Thì hôm nay em làm cái mẻ lưới này để gửi tới toàn thể các bác. Đó là dòng lưới sợi 18 mắt 7 8 phân và hàng này nó chỉ có cao 80 mắt các bác nhá. Đấy, cao hơn dòng lưới rẽ 5 mắt nhưng mà chất lượng thì nó tương đối là ok. Dòng này các bác đánh cả trích cũng ok các bác nhá. Đối với dòng lưới này nhà em làm này toàn bộ là 4 dây và 3 túi và nhà em có thắt gió một đầu và hai đầu. Đây em sẽ dở mắt lưới ra cho các bác xem. Đây là cái dòng lưới mắt em đang làm cho bác khách, đây là ở Kiên Giang. Dòng lưới này dòng lưới mắt 7 này. Đấy, hàng thì bao đẹp bao chất cho các bác luôn. Các bác thấy không? Mắt lưới của nó cực kỳ đẹp luôn và tỷ lệ chạy mắt nhá các bác nhá. Nó cũng có nhưng mà nó cực ít này. Mắt lưới chắc cực kỳ luôn các bác thấy không? Em banh nún tay luôn nhưng mà cũng không chạy mắt đâu. Hàng cực đẹp luôn và hàng này em xin nói này, hàng này là hàng tàu nhá, hàng tàu loại 1 nhá. Cam kết với bác luôn, hàng tàu loại 1, hàng cao cấp rồi. Đấy, còn lưới của nó thì toàn bộ là biên của nó là biên một sợi và toàn bộ là nhà em làm chạy bằng dây giường, là dây giường cước đúc các bác nhá. Đấy, đánh lưới chim đêm thì anh em chạy bằng dây giường cước đúc thì là tỷ lệ chạy lưới và tỷ lệ rúm thịt vào nó cực kỳ nhiều khi nó dính chim nhá các bác nhá. Chứ nếu mà các bác chạy bằng dây dù thì nó sẽ bị xít lưới, và nếu mà chạy bằng dây cước xe khi nó bị nổ một sợi thì nó sẽ làm mắc lưới, nó không chạy. Còn chạy ok nhất nó là cước đúc. Đây nhà em sử dụng là cước đúc 8 này. Đấy, cước đúc số 8 này. Hàng này thì bao chất bao đẹp cho bác luôn. Riêng lưới nhà em nha, làm nha các bác nha. Chia cọc chia túi đầy đủ nha. Các bác về chỉ việc là kéo lưới ra và chạy thẳng ra là cái là ra một mạch luôn. Đây, đây là cái đầu ra lưới nhà em nha, sẽ là buộc tem ở đây. Đấy, đầu ra lưới là đầu buộc tem nha các bác nha. Đấy, nhà em quấn bằng guồng bằng tay mà, đâm ra cuốn tròn như kiểu là cuộn dây điện ấy. Mình rút từ trong ra thì sẽ không bao giờ bị lỗi lưới, bị xoắn như dây chạc nhé. Nhiều bác khách thì mới về bảo là nhà em làm lưới không đạt yêu cầu, ra lưới nó bị xoắn. Đấy là do các bác không tham khảo, không biết thôi. Ra lưới nhà em nhé, bất kỳ dòng lưới nhà em, dòng nào cũng vậy, các bác cứ ra từ cái đầu tem. Nếu mà không có đầu tem hoặc bị đứt đầu tem nhé, các bác cứ lấy cái sợi trong cùng nhất, cái sợi tai lưới này, đấy nó ở phía trong nhá, chứ đừng lấy sợi bên ngoài thì có rút ra chạy một mạch ra từ đầu đến cuối thẳng tắp luôn. Đấy các bạn, thì bác nào cần cái dòng lưới đánh chim đêm tất cả các loại thì nhà em nhận gia công tất cả các dòng lưới, từ lưới đắt này, lưới rẻ này, nhưng mà nhà em không làm hàng rẻ quá, hàng loại 2, loại 3, loại rẻ quá nhà em không làm, tại vì làm hàng đấy nó sẽ mất uy tín. Nhà em làm nguyên hàng cao cấp các bác nhá. Bác nào cần xỉ lẻ các cái dòng lưới bẫy chim đêm thì cứ liên hệ em, số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác video sau.